Triệu Vy sống chật vật sau lệnh phong sát, phải nhờ bạn gửi lời nhắn tới fan hâm mộ. Triệu Vy từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ màn ảnh Hoa ngữ. Cuộc sống của cựu diễn viên được cho rằng đã thay đổi rất nhiều kể từ khi vướng phải rắc rối phong sát. Ở diễn biến mới đây, nàng án nhỏ Triệu Vy đã được bắt gặp xuất hiện trở lại tại sân bay Bắc Kinh với trang phục giản dị năng động sau 2 năm bị xóa sổ khỏi showbiz. Gần đây, tờ HK01 đưa tin Triệu Vy xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh với trang phục giản dị năng động. Nữ diễn viên 47 tuổi được đánh giá là giữ thân hình thon gọn, trẻ trung hơn tuổi. Đây cũng là một lần hiếm hoi mà diễn viên phim Họa Bi xuất hiện kể từ khi bị cấm sóng. Trước đây, trong cộng đồng cũng có nhiều tin đồn Triệu Vy ra nước ngoài sinh sống. Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã được đính chính. Được biết, thời điểm hiện tại, nữ diễn viên vẫn đang sinh sống và làm việc ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng người hâm mộ cũng phát hiện Triệu Vy hoạt động lặng lẽ trên mạng xã hội khi bình luận hoặc tương tác với một số người bạn. Bản thân nữ diễn viên không đăng tải bất kỳ thông tin mới nào trên tài khoản cá nhân. Cộng đồng mạng cũng phát hiện ra việc nữ diễn viên dọn dẹp tài khoản cá nhân khi bỏ theo dõi một số người bạn. Vào tối ngày 13 tháng 3 vừa qua, tức trước dịp sinh nhật 47 tuổi của mình một ngày, Triệu Vy thông qua một người bạn cũng đã ghi âm lời nhắn nhủ của cô gửi trong một nhóm fan. Người đẹp gửi lời cảm ơn đến khán giả đã theo dõi cô thời gian qua. Tôi đã nhận được lời chúc sinh nhật của các bạn. Tôi mong mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc. Tuy là sinh nhật, tôi cảm thấy như những ngày bình thường khác, cô trải lòng. Sau đó, đoạn ghi âm và các bức hình được nhiều khán giả chia sẻ lại trên Weibo. Nhiều fan bày tỏ sự thương nhớ thần tượng một thời của mình, đồng thời cũng không ít người đặt câu hỏi rằng khi nào Triệu Vy mới trở lại. 2 năm qua, Triệu Vy không hề lộ mặt trước công chúng. Sự tẩy chay từ giới quản lý văn hóa và công chúng vẫn buộc cô phải sống kín tiếng. Lần cuối cùng Triệu Vy xuất hiện trước công chúng là vào tháng 12, 2021 tại Hồng Kông. Đây là lần hiếm hoi cô lộ diện sau 4 tháng ngừng hoạt động nghệ thuật. Một số phương tiện truyền thông cho biết Triệu Vy không bị hạn chế xuất cảnh và cuộc sống không khó khăn, ngột ngạt như những lời đồn thổi. Vào tháng 7, 2021, sau khi diễn viên Trương Triết Hạng, người được Triệu Vy đỡ đầu, dính bê bối bị cấm sóng, nữ diễn viên cũng biến mất một cách bí ẩn khỏi giới giải trí. Bên cạnh việc không thể hoạt động nghệ thuật, Triệu Vy cũng bị xóa tên khỏi các phim từng tham gia như Hoàng Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Họa Bì, Mẹ Hậu Bố Mèo, Kinh Hoa Yên Vân và bị thu hồi loạt giải thưởng và danh hiệu danh giá mà cô từng nhận được. Ngoài ra, những bộ phim mà cô từng tham gia nhưng chưa kịp phát sóng cũng chịu liên lụy. Điển hình là trường hợp của bộ phim Nhà ở khu trường học, một bộ phim tâm lý tình cảm hiện đại đã không thể ra mắt khán giả dù được hoàn thiện cách đây 1 năm chỉ vì bê bối của nữ diễn viên. Đến tháng 8 cùng năm thì các phim cô đóng chính bị gỡ khỏi các nền tảng video, tên của nữ diễn viên bị xóa khỏi cổng thông tin các giải thưởng phim ảnh. Các thương hiệu mà Triệu Vy đại diện cũng ẩn hoặc xóa bài liên quan cô trên mạng xã hội Weibo. Tuy nhiên, trang cá nhân của Triệu Vy không bị khóa như Trịnh Sảng, Ngô Dực Phàm. Theo tờ 163, nữ diễn viên vẫn có thể hoạt động bình thường trên mạng xã hội mà không gặp hạn chế. Ngoài ra, cơ quan chức năng đến nay vẫn chưa công bố lý do trừng phạt nữ diễn viên. Triệu Vy được mệnh danh là một trong tứ đại khoa đáng của màn ảnh Hoa ngữ. Ngoài Hoàng Châu Cách Cách, tác phẩm trở thành kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ, những bộ phim cô đóng gây sốt có thể kể đến như Tân Dòng Sông Ly Biệt, Đội Bóng Thiếu Lâm, Thiên Hạ Vô Song. Trong đó, 2 phần phim Họa Bì đóng phim với Châu Tấn, Trần Khôn đã gây ra chấn động ở châu Á thời điểm đó. Nữ diễn viên sinh năm 1976 cũng được khen xinh đẹp và diễn xuất tốt bên cạnh các đồng nghiệp.